xe tôi con vừa trông cho các bạn xem nha. Bây giờ mình xem tôi nha. Các bạn ơi, ngày hôm nay mình sẽ làm một video tôi mở con đười ươi các bạn xem. Bây giờ mình sẽ vào luôn nha. Bây giờ mình sẽ tô phần chân của con vượn. Hello các bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô con mã vui vẻ cho các bạn xem nha. Bây giờ mình sẽ tô. Bây giờ mình sẽ tô phần chân của con rùa trâu bạn nha. Bây giờ mình sẽ tô phần mồm của con hà mã các bạn nè. Bây giờ mình sẽ tô phần nào thân của con rùa các bạn nè.
Các bạn ơi, như vậy là mình đã hoàn thành xong được một video con đời người. Đúng lúc video mới kết thúc rồi nha. Mình cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn ơi, con Hà Mã vui vẻ của mình đã hoàn thành. Các bạn thấy hay hãy cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn ơi, con rùa trâu mình đã tô màu xong. Nếu các bạn thấy đẹp, bạn thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hello, xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ tô con bọ hôi nha các bạn nha. Bây giờ mình sẽ tô. Hello, xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ tô con dây con các bạn nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tô. Xin chào mọi người. Ngày hôm nay mình sẽ tô con sâu. Bây giờ mình sẽ vào tô luôn nha. Chân con dê các bạn nè. Bây giờ mình sẽ tô con thân con sầu. Rồi mình sẽ thô thân con dê các bạn ạ. Thank you.
Bây giờ mình sẽ tô đầu con sâu vậy nè. Các bạn ơi, như vậy là video con bọ hôi mình đã tô màu xong, các bạn thấy có đẹp không? Mình video mình đã kết thúc với nhau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn ơi, như vậy là mình đã hoàn thành xong một video tô màu con gì. Các bạn thấy có đẹp không? Các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy video mình cũng đã kết thúc nha. Mình chào tất cả các bạn đã xem video.